trận chung kết nội dung đồng đội nam 2020 giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, trận đơn nam 1, Thạch Văn Tuấn và Nguyễn Tiến Minh. Thạch Văn Tuấn là tay vợt còn rất trẻ của Sipucha Hà Nội. Văn Tuấn sinh năm 2002 thì phải. Tỷ số là 1-0 cho Tuấn Minh. Trọng tài xác định cầu trong sân. Điểm 1-1. Rất tốt, một pha xử lý tốt của tay vợt trẻ Thạch Văn Tuấn. Điểm 2-1. Cầu ngoài sân, điểm 2-2. Anh Minh năm nay đã 38 tuổi, trong khi đối thủ bên kia lưới của anh tầm 17-18 tuổi. Điểm 3-2. Tốt. Một loạt những pha cầu giằng co kết thúc bằng một pha cầu dọc biên tốt của Thạch Văn Tuấn. Điểm 3-3. Tuy nhiên, chúng ta cùng chờ xem là Văn Tuấn có giữ được cái thể lực này được lâu không, bởi vì đối đầu với Tiến Minh thì các tay vợt luôn tốn rất nhiều thể lực. Trọng tài xác định một pha giao cầu lỗi của Văn Tuấn. Điểm 4-3 cho Tiến Minh. Một pha đẩy cầu ngoài của Văn Tuấn. Điểm 5-3. Điểm 6-3 cho Tiến Minh. Cầu ngoài sân. Điểm 4-6 cho Văn Tuấn. Ở trận đơn nam thứ hai tiếp sau đây sẽ là trận đấu giữa Nguyễn Hải Đăng và Nguyễn Tiến Tuấn. Lại thêm một pha phát cầu lỗi của Văn Tuấn. Điểm 7-4 cho Tiến Minh. Một pha bật cầu không tốt. Điểm 8-4. Một pha cầu ngoài sân. Tỷ số rút ngắn xuống còn 5-8 cho Thạch Văn Tuấn. Theo nhận xét của một vài vận động viên thì ở giải đấu này cầu sử dụng là cầu ly linh, có vẻ hơi bay một chút. Pha tấn công liên tiếp của Thạch Văn Tuấn.
Rất tiếc, pha kết thúc cuối cùng cầu lại đi ra ngoài. Điểm 9-5 cho Tiến Minh. Trọng tài xác định cầu trong sân, điểm 10-5. Nói chung đối đầu với Tiến Minh thì hiện nay ngoài Cao Cường, Hải Đăng và Đức Phát thì rất khó có tay vợt nào có thể làm khó được Tiến Minh. Một pha cầu rất tốt của Tiến Minh, điểm 11-5. Ở giải cầu lông đồng đội này thì tất cả các trận đấu ở vòng bảng và trận chung kết đều diễn ra theo thứ tự là 3 trận đánh đơn trước và tiếp sau đó là 2 trận đánh đôi. Đây là một điều mà cá nhân mình cực kỳ không hiểu và cảm thấy rất là không, hơi bất công với một số đoàn mạnh về nội dung đôi. Rất nhiều năm qua cái thứ tự này nó vẫn luôn diễn ra, nó không giống như là đồng đội nam Thomas Cup hay là đồng đội nữ Uber Cup, thì trong các trận chung kết này hay là các trận đấu vòng ngoài luôn có sự bốc thăm, đánh theo một sự bốc thăm chứ không phải là đánh theo mặc định là 3 đơn 2 đôi. Chúng ta cùng trở lại với trận đấu. Điểm số đang là 11-5 nghiêng về Tiến Minh. Rất hay, một pha cầu tốt của Tiến Tuấn. Điểm 6-11. Trọng tài xác định đó là một pha cầu tốt của Tiến Minh, điểm 12-6. Trọng tài xác định cầu ngoài sân. Tỷ số rút ngắn còn 72 cho Thạch Văn Tuấn. Một pha cảm giác cầu rất tốt của Tiến Minh, 13-7. Tiến Minh năm nay đã 38 tuổi và cầu lông Việt Nam ngoài Phạm Cao Cường đã 2 lần chiến thắng Tiến Minh ở giải cầu lông chung kết Izan 2018 hay là giải cầu lông vô địch quốc gia 2016 thì chưa có một tay vợt nào làm được trong 15 năm trở lại đây. Anh vẫn là tượng đài bất tử của cầu lông Việt Nam. Lại thêm một pha cảm giác cầu rất tốt của Tiến Minh, điểm 15-7. Cầu ngoài sân, rất tiếc cho Thạch Văn Tuấn trong tình huống vừa rồi. 16-7 cho Tiến Minh. Điểm số đã là 17-7.
xin lỗi, 17-7. Cầu ngoài sân 18-17 cho Thạch Văn Tuấn, khoảng cách là 9 điểm. Tám cho Tiến Minh. Rất khó. 19-8 đánh với Tiến Minh thì gần như là tuyệt đại đa phần các tay vợt Việt Nam, ngoại trừ Cao Cường, Đức Phát, Hải Đăng, thì các tay vợt còn lại sẽ hết pin ngay trong set 1. 20-8 điểm số cuối cùng của set đấu. Một pha đập cầu không qua lưới của Thạch Văn Tuấn, điểm số 21-8 dành cho Tiến Minh. Ở giải đấu năm nay thì đội tuyển cầu lông Thành phố Hồ Chí Minh thiếu vắng sự góp mặt của các vợt chủ lực của họ là Phạm Cao Cường. Nếu mà Phạm Cao Cường mà tham dự thì gần như chắc chắn đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh sẽ vô địch sớm luôn. Bởi vì nếu mà sắp xếp theo thể thức thi đấu là 3 trận đánh đơn đầu tiên thì không ai có thể thắng được bộ ba Tiến Minh, Hải Đăng và Cao Cường. Tuy nhiên theo tin tức chúng tôi nhận được thì Phạm Cao Cường đang bị dính chấn thương, vì vậy Cao Cường không thể tham dự được giải đấu này. Sau khi giải đấu lịch kết thúc thì 2 ngày nữa KTV sẽ đến Sóc Sơn, nhà thi đấu Sóc Sơn Hà Nội, để tiếp tục tham dự nội dung đồng đội nam nữ hỗn hợp 5 nội dung. Chúng ta cùng trở lại với set đấu thứ hai giữa Tiến Minh và Thạch Văn Tuấn. Điểm không đều. Rất tốt, một pha xử lý tốt của Thạch Văn Tuấn. Điểm 1-0. Một pha xử lý không tốt, 1-1. Cầu rất tốt của Tiến Minh, một pha cầu sở trường của anh, điểm 2-1. Sau cầu đi ra ngoài của Thạch Văn Tuấn, điểm số 3-1.
Một pha đập cầu tốt của Hồ Chí Minh vào thẳng phía chính diện. Điểm số là 4-1. Có lẽ ở sách đấu thứ hai này, nếu mà Thạch Văn Tuấn lên được điểm số thứ 10 thì cũng đã là một thành công của em. Rất bình tĩnh của Tiến Minh. Những pha đập cầu chưa đủ độ khó để có thể thắng được Tiến Minh của Thạch Văn Tuấn. Lại thêm một pha cảm giác cầu rất tốt của Tiến Minh. Phải nói là như nếu mà trong chơi game thì độ nhạy cảm mắc 100 luôn. Điểm 5-1 cho Tiến Minh. Một pha đập cầu hay của Thạch Văn Tuấn, cầu đi thẳng vào chính diện của Tiến Minh. Có lẽ chính Tiến Minh cũng khá bất ngờ trong tình huống cầu vừa rồi. Tỷ số rút ngắn xuống còn 2-5 cho Thạch Văn Tuấn. Cầu đi ra ngoài, 6-2 cho Nguyễn Tiến Minh. Cầu trong sân, tỷ số là 7-3 cho Nguyễn Tiến Minh. Cầu ngoài sân, 4-7 cho Thạch Văn Tuấn. Nếu mà không dính dịch Covid-19 thì có lẽ vào tháng 8 tới thì chúng ta sẽ được chứng kiến Tiến Minh lần thứ tư thi đấu tại Olympic, bởi vì anh đã đủ điểm số tích lũy. Tuy nhiên rất tiếc là do Covid-19 nên Olympic sẽ rời sang năm 2021. Và năm 2021 chúng ta sẽ chứng kiến Huyền Thoại 39 tuổi của Việt Nam thi đấu tại Olympic Tokyo. Điểm số là 8-4. Chín bốn cho Tiến Minh. Cầu không qua lưới, 14 cho Tiến Minh. Cho Tiến Minh. Thank you.
một pha cầu giằng co của cả hai bên. Rất tốt, thì mình vẫn rất chủ động trên những pha cầu của mình. Sức bền và áp đặt lối chơi như đối thủ. Có lẽ nếu không có sự bứt phá mạnh mẽ từ Đức Phát hoặc Hải Đăng thì cá nhân tôi nghĩ rằng Tú Minh vẫn sẽ thống trị thêm cầu lông Việt Nam ít nhất là trong vòng 2 năm nữa. Cầu ngoài sân, điểm số 13-4. Cho Tí Minh. Nhìn chung hai trận đơn nam đầu tiên thì gần như là Hà Nội sẽ khó có cửa trước Hồ Chí Minh, khi mà trận đơn nam thứ hai sẽ là sự xuất hiện của tay vợt Nguyễn Hải Đăng. Ý đồ rất tốt, tuy nhiên cầu đi ra ngoài. 17-4. Mười tám bốn cho Tế Minh. À xin lỗi các bạn, 5-17 cho Thạch Văn Tuấn. Rất tốt của Tiến Minh. 18-5. Một pha đập cầu dọc biên nhưng rất tiếc cầu đi ra ngoài. 19-5 cho Tiến Minh. Hai mươi năm, điểm số cuối cùng của trận đấu. Một pha kéo lưới tốt của Văn Tuấn và tay vợt này đã nhận được sự động viên của khán giả trong ngày thi đấu. Cầu không qua lưới, như vậy là trận đấu đang kết thúc với tỷ số 21-9 và 21-6 dành cho Tiến Minh. Như vậy là ở nội dung đồng đội nam thì đội tuyển cầu lông Thành phố Hồ Chí Minh tạm thời dẫn trước đội Hà Nội trong trận chung kết với tỷ số 1-0. Trận đơn nam thứ hai giữa là Nguyễn Hải Đăng của Hồ Chí Minh và Nguyễn Tiến Tuấn của Hà Nội